Chào mừng cô chú các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Hôm nay thì mình đi lấy nồi cơm điện mới tại siêu thị mới tại Nhật Bản thì tiếp tục quay và báo giá cho cô chú bạn những dòng sản phẩm mới. Anh chị nói biết thì ở Nhật Bản những năm gần trở lại đây thì những cái dòng sản phẩm sản xuất tại nước thứ ba là vô cùng phổ biến. Sản xuất tại Nhật là vô cùng hiếm nhé, hiếm gặp tại vì là công nghệ với nhà máy, tại vì đặt tại Nhật giá thành rất cao. Vì vậy người ta đặt ở những nước thứ ba như Trung Quốc, Malaysia. Sau đó thì quay ngược trở lại về Nhật bán tại thị trường Nhật Bản. Thì trước mắt cô chú bạn thì đây là một cái siêu thị bán cho người dân Nhật tại Nhật Bản nha anh chị em nhé. Thì trước mắt cô chú bạn là gồm có mấy cái quạt điện. Quạt chạy điện nhé, dòng điện 100, dòng nội địa Nhật Bản. Bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết, sau đó báo giá về tận Việt Nam để cô chú bạn có thể tham khảo và lựa chọn. Thì đây là một cây quạt bàn có một đường kính lồng của nó thì khoảng 40 cm, gồm 5 cánh. 5 cánh và màu nó thì đặc trưng là màu trắng nhé, trắng toàn thân. Cây này có thể nâng cao, hạ. Tổng cao nó thì khoảng 80 cm, hạ xuống thì khoảng 60 cm. Bây giờ mình đo thử cho cô chú bạn 2, 4, 6, 8, khoảng 80 cm lên đến đỉnh nhé. Đấy là khi mình nâng, mình hạ xuống tầm 30 phân nữa, 30 cm nữa. Cây này thì nguyên hộp nhé, nguyên hộp, nguyên đai, nguyên kiện, giá về tận Việt Nam là 2.200.000 đồng, bao ship toàn quốc. Quay cho cô chú bạn xem nhé, đây là điện 100V nhé, điện 100V. Công suất tiêu thụ là 39W, sản xuất mới nhất năm 2023. Made in China, sản xuất tại Trung Quốc. Đây là một trong những dòng hàng nội địa Nhật nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc nhé. Anh em phân biệt rõ ràng hai cái dòng sản phẩm. Đây là người Nhật người ta bán tại Nhật, người Nhật người ta dùng thì ở Việt Nam không có cớ gì là không dùng được cả. Đấy thì cái cây này về có đặc tính của nó là nó rất là mát nhé, chạy rất là êm. Động cơ của nó không bị nóng giống như cái quạt Trung Quốc tại Việt Nam. Chạy rất là êm ả, màu trắng toàn thân này. Đây là màu sắc trắng này. Sản xuất tại Trung Quốc. Có chế độ hẹn giờ nhé anh chị em nhé. Hẹn giờ lên đến 8 giờ. Anh chị em để bao nhiêu thì tùy chọn. Giá cái quạt này về tận Việt Nam giao hàng miễn phí từ Móng Cái đến Cà Mau là 2.200.000 đồng, bao ship toàn quốc. Anh chị em quan tâm đến sản phẩm nào thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị và các bạn. Về tận Việt Nam là 2.200.000 đồng nhé, hàng đi máy bay. Kế tiếp thì quay cho các bạn những dòng sản phẩm gia dụng trong gia đình. Thì trước mắt của chú các bạn đây là một máy làm kem anh chị em nhé, máy làm kem trái cây từ hoa quả. Anh chị em làm tất cả các món kem từ hoa quả do cô chú anh chị tùy chọn, như là dứa này, bơ này, chuối này, cam, xoài này. Đấy, máy này là máy làm kem nhé anh chị em nhé, máy làm kem chứ không phải là máy xay sinh tố. Máy làm kem. Đấy, hoa quả thì trong đây nó có đầy đủ hướng dẫn sử dụng này, hướng dẫn là cách sử dụng. Nhìn rất là bắt mắt luôn. Mình sẽ cố gắng quay cận cảnh chi tiết, sau đó báo giá về tận Việt Nam để cô chú bạn có thể tham khảo và lựa chọn. Thì đây là hàng nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp của nó nhé. Hàng chưa qua sử dụng thì bây giờ nó đang đẻ ra một cái để làm mẫu. Đấy, anh em có thể quan sát để làm kem thì anh em cho trái cây vào, sau đó thì anh em nhấn nút. Con này thì cũng được sản xuất tại Trung Quốc, đang bày bán tại Nhật Bản, hàng nội địa Nhật, điện 100V. Đây bây giờ con này là con đang mẫu để bên ngoài nhá, mình quay cận cảnh chi tiết. Giá này về tận Việt Nam là 2.200.000 đồng nhé, cô chú anh chị bạn. Quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình. Đây, điện của nó thì điện cũng 100V này, điện 100V. Công suất tiêu thụ là 250W. Này cũng sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, thì trái cây khi mà anh chị em để trong tủ lạnh ra, xong là gọt xong để trong tủ lạnh, xong là anh chị em
cho nó vào đây xong nhấn thôi, nhấn nút thì máy sẽ nhả ra một dạng như là kem thôi, rất là nhanh chóng. Nhả ra một hỗn hợp nhé, hỗn hợp cả kem à, hỗn hợp vừa bã và vừa nước tạo thành kem nhé, chứ không phải là sinh tố đâu chị em, phân biệt rõ nhé. Giá này về tận Việt Nam là 2.200.000 đồng, bao ship toàn quốc. Anh chị em quan tâm đến sản phẩm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị và các bạn. 2.200.000 là bao ship toàn quốc nhé, hàng đi máy bay ạ. Vâng. Đấy, kế tiếp và liên tục chương trình sẽ giới thiệu cho cô chú bạn một dòng dao làm bếp. Dao để trong nhà bếp, dao làm bếp, dao bếp và dao gọt trái cây. Hộp này thì gồm 2 chiếc nhé, gồm 2 cây dao. Gồm 2 cây dao thì có 3 màu khác nhau, chuôi của nó màu trắng, màu đỏ và màu đen. Hộp này gồm 2 cây. Hôm nay thì sản xuất tại Nhật anh chị em nhé, Made in Japan, sản xuất tại Nhật. Hàng đây, hàng mẫu anh chị em này, anh chị em quan sát hàng mẫu cây dài to và cây nhọn ngắn. Cây dài to thì khoảng 31cm và cây ngắn thì khoảng 21cm. Đấy, cây dài to trong nhà bếp, còn cây này cũng là trong nhà bếp, dạng dao gọt hoa quả. Tất cả đều được sản xuất Nhật Bản nha anh em nhé, từ trong ra ngoài, từ trước và sau. Một cặp dao này về tận Việt Nam là 1.600.000 đồng anh chị em nhé. 1.600.000 là bao ship toàn quốc. Đây gồm có 3 màu để anh chị em lựa chọn. Màu chuôi nhé, chuôi gồm có màu đỏ là 1 này, màu đen là 2 này, và màu trắng là 3. Mỗi một hộp này có 2 cây. Giá 1.600.000 đồng, giá lấy hộ anh chị em, tiện đi lấy nồi cơm thì lấy nhé. Giá bao ship tận sân là 1.600.000 một cặp dao bếp, hàng sản xuất tại Nhật Bản. Anh chị em quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tiện thể đi lấy nồi cơm thì quay và báo giá cho cô chú bạn những dòng sản phẩm. Đằng nào cũng đến đây lấy thì quay cho anh chị em ít dao. Anh chị em quan tâm thì 1.600.000 đồng, bao ship tận sân một cặp dao Nhật Bản, dao nhà bếp. Đấy, kế tiếp ở đây nó bán quạt không cánh này. Đây là một chiếc quạt không cánh rất là cao to. Bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết, sau đó báo giá về tận Việt Nam cho cô chú bạn nhé. Tất cả hàng này hàng nguyên hộp, nguyên hộp chưa sử dụng. Giá cây này về tận Việt Nam là 7.500.000 đồng anh chị em nhé, rất là cao to luôn. Cao của nó 1, 2, 3, 4, 5, mình đo được gần 6 gang nhé. Cả hộp là cao khoảng 1m2 cả hộp anh chị em nhé, rất là cao lớn luôn. Cái này thì sản xuất tại Malaysia anh chị em ạ, sản xuất tại Malaysia, điện 100V. Đây giá bán tại Nhật anh chị em quan sát này, giá bán tại Nhật nó này. Giá là giá trừ thuế anh chị em nhá, giá trừ thuế. Đấy, giá cây này về tận Việt Nam là 7.500.000, 7.500.000 đồng, bao ship toàn quốc. Hàng đi máy bay. Hàng này sản xuất tại Malaysia anh chị em nhá, điện 100V. Đấy, thì cây tiếp bây giờ quay cho cô chú bạn, mình vẫn hay vào đây lấy nồi cơm điện, nhân đây thì quay và báo giá cho cô chú bạn những dòng sản phẩm tiếp theo là nồi cơm điện và máy rửa xe nhá, máy rửa xe đạp, xe máy vô cùng hiệu quả luôn. Đấy, đây là một cái trung tâm bán buôn các dòng sản phẩm chủ yếu là gia dụng trong gia đình, gồm tất cả những dòng sản phẩm như là nồi cơm, bàn là, máy móc, thiết bị, bình nóng lạnh, bình máy lọc khí, quạt, bàn, rất là nhiều luôn. Đó, đa dạng và rất là phong phú. Thì bây giờ mình chọn những món hàng mà anh em ở Việt Nam đa số là thiết yếu thì anh em lựa chọn thôi. Đấy, bây giờ mình qua lấy nồi cơm nhé. Thường mỗi lần qua đây mình lấy mấy trăm chiếc nồi cơm. Bây giờ quay tiện thể cho cô chú bạn thì quay tiếp một số các món nữa. Thì trước mắt cô chú bạn đây là một cái nồi cơm Tiger, hiệu Tiger của Nhật Bản. Cái này thì mình đã bóc rất nhiều lần cho anh chị em rồi. Nhưng qua cái clip từ trong siêu thị này, mình tiếp tục xin phép anh chị em là mình bóc tiếp để anh chị em nào mà lần đầu tiên xem được cái video này thì tiện mua sắm nó cũng dễ. Đây là một chiếc nồi dung tích là 1 lít nhé, sản xuất tại Nhật Bản, hiệu Tiger.
Đấy, bây giờ mình bóc cho cô chú mạng cùng xem nhé. Cái này thì được sản xuất năm 2023 bằng công nghệ cao tần áp suất gioăng cao su. Con này là áp suất gioăng cao su nhé, áp suất phớt cao su. Anh chị em có thấy là nồi khui hộp dòng Tiger, giá con này về tận Việt Nam là 5 triệu tiền Việt Nam. 5 triệu là bao ship tận sân, hàng đi máy bay. Anh chị em quan tâm đến sản phẩm thì chụp ảnh lại màn hình nhé, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị và các bạn. Đây là một chiếc nồi cơm mà mình bóc và khui hộp rất nhiều lần. Hôm nay tại siêu thị của Nhật Bản thì mình tiếp tục quay và bóc cho cô chú bạn xem. Trước mắt cô chú bạn là một mẫu nồi cơm Tiger hiệu nâu cà phê. Nồi áp suất phớt cao su, giá về tận Việt Nam là 5 triệu tiền Việt Nam. Điện 100V, sản xuất năm 2023. Dung tích là 1 lít, dùng cho gia đình tầm 4 người sử dụng, 3 đến 4 người sử dụng. Dung tích 1 lít nấu được khoảng 1kg gạo, made in Japan, sản xuất tại Nhật Bản. Điện 100V. Giá về tận Việt Nam là 5 triệu tiền Việt Nam nhé. Thì bây giờ cô chú các bạn cùng mình đi tiếp về cái gian hàng tiếp theo để quay tiếp cho cô chú bạn những dòng sản phẩm như một chiếc máy rửa xe rất là phù hợp luôn để anh chị em lựa chọn. Đấy, đây là một cô trước mắt cô chú bạn là một chiếc máy bơm thích hợp rửa xe cắm pin chị em nhé, rửa xe chạy bằng pin, xài bằng pin luôn, rất là thuận tiện thôi anh chị em, vì chỉ việc thả vòi xuống nước sau đó thì bấm là chạy thôi. Đấy, thì trước mắt của chúng bạn đây là một mẫu rửa xe dòng xài pin nhé. Anh chị em có thể mang ra ngoài đường, ngoài vườn, ngoài ruộng, tưới cây, tưới rau, không cần kéo dây điện nữa. Nốt anh em trồng cây cảnh, tưới cây cảnh cũng rất là tiện luôn. Ở đâu có nước thì ở đó có bơm nhé. Hạ bơm xuống là chơi thôi, là chiến thôi. Đấy, đây, anh chị em quan sát này. Con này là sạc của nó là 1,5 tiếng nhé, sạc làm việc liên tục 21 phút, chạy liên tục 21 phút là pin, dung lượng pin rất là khủng luôn, bơm áp cao, chạy 21 phút liên tục làm việc, sạc thì 1,5 tiếng. Giá bộ này về tận Việt Nam là 4,5 triệu chị em nhé, 4,5 triệu đồng bao ship tận sân. Đây là súng phun nước xài pin, 4,5 triệu đồng là bao ship tận sân, bao ship tại nhà luôn, hàng đi máy bay chị em nhé. Mười lăm đến 17 ngày anh chị em sẽ nhận được hàng thôi ạ. Đấy, rất là tiện lợi cho anh em rửa xe này, rửa xe, tưới cây cảnh, rất là phù hợp luôn. Đây, bên trong của nó thì người ta khui sẵn rồi đây. Đấy, đây là một chiếc súng thích hợp pin luôn, có cả chõ, cả dây, cả vòi đầy đủ. Đây, cái bộ này anh chị em thả xuống nước nhé, anh chị em thả xuống nước sau đó bóp cò là áp lực nước sẽ phun ra vô cùng mạnh mẽ luôn, anh em có thể rửa xe hoặc tưới cây. Rất là tiện lợi luôn. Điện sạc thì là điện sạc 100V anh chị em nhé, điện sạc 100V. Đấy, bóp phát là xong thôi, rất là tiện lợi cho anh chị em rửa xe ô tô, rửa xe máy hoặc tưới cây. Con này thì được sản xuất tại Trung Quốc anh chị em nhé. Anh chị em quan sát là tại siêu thị của Nhật Bản, nhưng mà hàng bây giờ lên 90% là sản xuất tại Trung Quốc. Bởi vì ở bên đấy thì công nhân giá rẻ, còn tất cả các công nghệ lõi và vật liệu là toàn của Nhật hết chị em nhé. Chỉ có nhà máy và nhân công là của Trung Quốc thôi, còn đa số là của Nhật Bản hết ạ. Giống như chiếc iPhone anh chị em đang sử dụng ấy, là đa số 100% sản xuất tại Trung Quốc hết ạ. Công nghệ lõi thì của Mỹ. Ở đây các anh chị em quan sát này, cái sạc của nó thì được sản xuất tại Trung Quốc nhé. Con này thì 60W, điện 100-120V là cắm sạc nhé. Anh chị em lưu ý về cắm sạc để đỡ bị nhầm điện là cháy. Đó, thì giá này về tận Việt Nam là 4,5 triệu đồng bao ship tận sân. Anh chị em quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị các bạn.
Clip năm nay mình xin tạm dừng tại đây nhé. Kính chúc cô chúng bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Anh chị em lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy bấm đăng ký để không bị bỏ lỡ các video kế tiếp. Một lần nữa thì Loa Hay TV xin chân thành cảm ơn cô chú các bạn đã đăng ký theo dõi và ủng hộ trong suốt những năm vừa qua. Kính chúc cô chú bạn xem video vui vẻ.